Xin chào các bạn, chào mừng đến với bản tin sáng mỗi ngày cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Hãy cùng tôi điểm qua những tin tức nóng hổi nhất, những thông tin chuyển nhượng thú vị và cả những phát biểu đáng chú ý xung quanh chuyển động của bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Hãy cùng đến với phần tiêu điểm ngay sau đây. Huấn luyện viên Thomas Tuchel khẳng định muốn tiếp tục gắn bó với Chelsea. Paris Saint-Germain tính chuyện mua đứt giao trẻ người bổ. Barcelona chưa mộ Pedri mới. Jurgen Klopp khẳng định không bán Joe Gomez. Những ngày vừa qua, chuyện chủ tịch Roman Abramovich lên kế hoạch bán đi đứa con tinh thần Chelsea của mình đã khiến giới mộ điệu dậy sóng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Thomas Tuchel thì không hề nghĩ đến việc ra đi. Ông khẳng định vẫn sẽ tiếp tục dẫn dắt The Blue mặc cho ông chủ mới là ai. Cụ thể, vị thuyền trưởng 48 tuổi cho hay: "Chelsea là một đội bóng hoàn toàn phù hợp với tôi. Tôi thích được làm việc ở đây và tôi yêu mọi thứ về câu lạc bộ này. Hy vọng điều này vẫn sẽ tiếp tục. Tôi là người tích cực nên tôi mong mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp." Thomas Tuchel đến với Chelsea vào giữa mùa giải năm ngoái, ông đã cải thiện phong độ cho đội cũng như vá lại những lỗ hổng của câu lạc bộ dưới thời Lampard. Thành công nhất phải kể đến chức vô địch Champions League mùa giải trước. Hy vọng chúng ta sẽ còn được thấy Tuchel làm việc ở Chelsea trong khoảng một thời gian dài nữa. Kể từ khi gia nhập Paris Saint-Germain vào hè 2021 theo bản hợp đồng cho mượn từ Sporting Lisbon, hậu vệ trẻ Nuno Mendes đã nhanh chóng cho thấy được vai trò quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Hậu vệ 20 tuổi sở hữu khả năng công thủ toàn diện, anh có tốc độ và thường xuyên tạo đột biến mỗi khi dâng cao hỗ trợ tấn công. Cầu thủ người Bồ cũng đã thể hiện phong độ ấn tượng và góp công vào chiến thắng tối thiểu trước Real Madrid tại Champions League vừa qua. Trong bối cảnh Juan Bernat đã lớn tuổi, còn Levin Kuzawa đang nằm trong danh sách thanh lý của đội chủ sân Parc des Princes, Mendes vì thế trở thành lựa chọn tối ưu của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain sẽ bỏ ra số tiền 40 triệu euro để có được sự phục vụ của Nuno Mendes theo một bản hợp đồng dài hạn kể từ mùa giải tới. Hậu vệ 20 tuổi cũng đã gật đầu với lời đề nghị từ phía Paris Saint-Germain. Nhu cầu gia cố hàng tiền vệ của Barcelona vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mặc dù có những cái tên đầy triển vọng trong đội hình. Thêm việc mời chào Frank Kessie gia nhập vào mùa hè nhưng Barca vẫn muốn chiêu mộ thêm một cái tên trẻ nữa. Theo Fabrizio Romano, tiền vệ mà đội chủ sân Camp Nou đang nhắm đến là tài năng trẻ sinh năm 2003 Pablo Torre. Cầu thủ được mệnh danh là Pedri 2.0 đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với đội bóng xứ Catalan. Hiện tại Barca đang đàm phán để nhận được mức giá hợp lý trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chính thức mở cửa. Tiền vệ 18 tuổi sẽ đá cho Barcelona B nếu bản hợp đồng hoàn tất. Trong nỗ lực gia cố hàng thủ, Tottenham đã nhắm đến Joski Gravion, ngôi sao đang lên của RB Leipzig cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Tuyển thủ Croatia có thể chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ trái như tại Euro 2020 vừa qua. Kể từ khi đến Bundesliga, Gravion đã có những màn trình diễn tốt và thường xuyên được huấn luyện viên Jesse March chào suất đá chính. Sau khi nhà cầm quân người Mỹ bị sa thải, cầu thủ người Croatia vẫn là chốt chặn đáng tin cậy của Leipzig. Thành tích xếp thứ tư của RB Leipzig mùa này có công lớn của Joski Gravion. Câu lạc bộ nước Đức đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ để mang về từ Dinamo Zagreb vào cuối mùa giải 2020-2021. Vậy nên có lẽ cái giá dành cho hậu vệ này sẽ là không rẻ nếu như Spurs muốn mang anh về Bắc London. Liverpool sẽ không bán trung vệ Joe Gomez, đó là lời khẳng định huấn luyện viên Jurgen Klopp. Đây là một quyết định được đánh giá là khá bất ngờ của Klopp bởi Gomez gần như đã không có chút đóng góp gì cho Liverpool ở mùa giải này do anh không có nhiều cơ hội ra sân. Hàng thủ của lữ đoàn đỏ cũng đang là khá dày với phong độ cao của bộ đôi Joe Matip, Virgil van Dijk cùng tân binh mới được bổ sung trong mùa hè vừa qua là Ibrahim Konate. Tuy nhiên có lẽ rút kinh nghiệm từ mùa trước, huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn quyết định sẽ giữ lại Joe Gomez để đảm bảo chiều sâu đội hình. Trước đó thì một số đội bóng tại Premier League, trong đó có Aston Villa đã quan tâm đến việc chiêu mộ Gomez, nhưng họ đã bị Liverpool từ chối. Với phong độ hủy diệt ở mùa trước khi đã có được 31 bàn thắng cùng 6 kiến tạo, nhiều ý kiến cho rằng Salah sẽ đứng trong top 5 cuộc bầu chọn của bóng vàng năm 2021. Tuy nhiên rốt cuộc thì ngôi sao người Ai Cập lại chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 trong cuộc bầu chọn trên. Salah thừa nhận chính anh đã bị sốc khi nhận được kết quả này. "Kết quả này khiến tôi bị sốc, nhưng tôi không thể nói gì hơn. Không nhiều người nghĩ rằng tôi chỉ xếp thứ 7, nhưng đó là những gì đã xảy ra." Bên cạnh đó, anh cũng không có mặt trong đỉnh tiêu biểu của FIFA. Nhận định về chuyện này, Salah không có bất cứ nghi ngờ nào về việc kết quả bị tác động, nhưng anh cho rằng những lựa chọn có lẽ là không chính xác. Hy vọng may mắn sẽ đến với vua Ai Cập trong những cuộc bầu chọn tiếp theo. Sau khi lên tiếng về chuyện bị Barcelona phân biệt đối xử, cựu huấn luyện viên Ronald Koeman cũng không quên đặt câu hỏi về động cơ của Barca khi để Messi ra đi vào mùa hè năm ngoái. Thủ quân người Argentina đã gia nhập Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do khi đội chủ sân Camp Nou không đủ khả năng gia hạn hợp đồng. Chia sẻ với tờ AD của Hà Lan, Koeman thẳng thắn nói:
Chính vì sự kiên quyết ở phía thượng tầng Barca mà tôi buộc phải để một số cầu thủ ra đi để giúp câu lạc bộ ổn định về mặt tài chính. Nhưng khi bạn thấy họ ký hợp đồng 55 triệu euro ngay sau khi để Messi ra đi, bạn sẽ tự hỏi liệu có điều gì đó đang xảy ra hay không? Tại sao Messi lại phải ra đi? Theo thông tin từ tờ The Sun, hai ông lớn của Premier League là Man City và Liverpool đang cạnh tranh với nhau trong việc chiêu mộ tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan. Mục tiêu của những nhà đương kim vô địch nước Anh Man City là đem về một tiền đạo đẳng cấp trong mùa hè tới, và nếu như họ không thể chiêu mộ thành công ngôi sao Erling Haaland thì Lautaro Martinez sẽ là một sự lựa chọn được xem xét để thay thế. Trong khi đó, mặc dù vừa bổ sung tân binh Luis Diaz trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng Liverpool vẫn đang nhắm đến việc bổ sung hàng công trong bối cảnh bộ ba Roberto Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah đều đang bước vào những năm cuối hợp đồng và cũng đã lớn tuổi. Lautaro Martinez mới ra hạn hợp đồng với Inter Milan cách đây vài tháng, nhưng chân sút người Argentina không phủ nhận khả năng ra đi, và đội chủ sân Giuseppe Meazza cũng có thể xem xét bán nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Bernardo Silva đang có một mùa giải ấn tượng trong màu áo Man City khi anh thể hiện phong độ cao và đóng vai trò không thể thay thế trong đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola. Thế nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng Silva từng tiến rất gần tới việc rời khỏi sân Etihad trong mùa hè vừa rồi. Chia sẻ với tờ The Times, ngôi sao người Bồ Đào Nha nói: "Khi đó tôi cảm thấy không hạnh phúc và tôi đã nói chuyện với Man City về việc ra đi. Nhưng việc tôi muốn rời khỏi đây không ảnh hưởng đến tình cảm của tôi với đội bóng. Tôi rất yêu Man City. Sau đó đã không có chuyện gì xảy ra. Tôi quyết định ở lại và tôi sẽ cống hiến hết khả năng của mình cho City." Bernardo Silva cũng không quên bật mí về tương lai của mình: "Vào cuối mùa giải, tôi và Man City sẽ cùng ngồi với nhau để thảo luận xem điều gì là tốt nhất cho cả hai phía. Còn giờ chưa phải là lúc để nói tới những chuyện đó." Sự thành công của tân binh Adama Traoré trong những ngày đầu khoác áo Barcelona có lẽ đã gia tăng thêm tín nhiệm của ban lãnh đạo Barca đối với những cầu thủ đến từ đội bóng nước Anh Wolverhampton. Bởi theo tờ Daily Mail, đội bóng xứ Catalan đang lên kế hoạch đem về thêm một cầu thủ từ Wolves để làm bạn với Traoré vào mùa hè tới, và cái tên được nhắm đến là tiền vệ Ruben Neves. Trong 5 năm khoác áo đội chủ sân Molineux, Neves luôn thi đấu rất ổn định và đóng vai trò đầu tàu tại đội bóng. Anh cũng được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc tại giải Ngoại hạng Anh. Barcelona đang muốn bổ sung thêm sức chiến đấu và kinh nghiệm nơi tuyến tiền vệ của mình ở mùa giải sau, và họ đánh giá rằng Ruben Neves là cái tên hoàn hảo đáp ứng những yêu cầu đó. Hợp đồng của tiền vệ người Bồ Đào Nha với Wolves vẫn còn thời hạn tới năm 2024, vậy nên cái giá dành cho anh có lẽ sẽ là không rẻ. Giống với những kình địch Man City hay Liverpool, Manchester United cũng đang lên kế hoạch tìm kiếm một tiền đạo mới trong mùa giải tới, trong bối cảnh phong độ yếu kém của hàng công đang trở thành nỗi lo đối với đội bóng này. Cái tên được Quỷ Đỏ đưa vào tầm ngắm chính là chân sút chủ lực của Napoli, tiền đạo Victor Osimhen. Đây là một trong những tiền đạo trẻ được đánh giá cao nhất tại châu Âu vào lúc này. Anh đã ghi được 7 bàn thắng sau 17 trận ra sân cho Napoli tại Serie A mùa này. Nhưng tất nhiên, với một cầu thủ tiềm năng như Osimhen thì United không thể hy vọng rằng họ sẽ có một mình một ngựa trong thương vụ này. Mới đây, Real Madrid đã trở thành đội bóng mới nhất nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của sao trẻ người Nigeria. Napoli từng bỏ ra đến 70 triệu euro để mang về Osimhen vào mùa giải trước. Liệu Real Madrid hay Manchester United sẽ chịu chi hơn con số này không? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.